Hello, chào cả nhà nha. Bữa nay mình lên hàng trường trên Minh Thạnh, mình mượn trường cho mượn chim nha cả nhà. Nó cho mượn chim, nó thấy mình không có chim mồi nha. Chim mồi mình nó thay lông hết rồi. Thì giờ đang trên đường đi, mình tới cái cống này, thấy cái cống nước đẹp lắm nha cả nhà, mà còn cũng mưa vui à. Rồi chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nha. Đây là thuộc về Minh Thạnh đây nè, Minh Thạnh nó giáp ranh với Dầu Tiếng ấy, nhưng cả nhà mà mình mới tới đây à, giờ nhà trường thì ở Minh Thạnh á, giờ mình lên mình chở con chim về rồi cả nhà theo dõi coi đánh như thế nào nha. Ngày em nó nói chung nó cũng tốt, thấy mình chim mồi hai lông hết rồi điện thoại cho mình mượn, mình mới tới đó nhưng cả nhà xe đậu bên kia, đến cầu đẹp quá. Rồi mình lên mình xách con chim về rồi cả nhà theo dõi coi con chim nó đánh như thế nào nha. Mình mới vừa tới nhà trường nhân cả nhà, thì em nói chứ mình chim mình hai lông hết rồi, giờ cho mình mượn con mồi để mình đi đánh giải trí nha cả nhà. Thì mình mới lên tới nè, đây là trường nhân cả nhà. Rồi nói thiệt ra thì ở dưới lên đây cũng xa, nhưng mà em có con mồi hay vậy em cho anh mượn, anh rất cảm ơn. Anh xa cỡ nào anh cũng cũng lên tới hết á, vì anh đi sớm. Đây là trường nha cả nhà, ở đây là xã Minh Thạnh nè, Minh Thạnh phải không, xã Minh Thạnh nhân cả nhà. Thì nói thiệt ra thì cái tình nghĩa là quý thôi, chứ còn không có gì bằng là cái tình chữ nghĩa nha. Bây giờ trường sang chim phải không, rồi để mình thích lòng cho trường sang chim nha cả nhà. Em mở chim ra được. Giờ mình sang chim, mình cái chim này là mượn của trường nha cả nhà, thì mình mới lên tới là giờ trường nó sang cho mình luôn, mình có đem chở cái lồng theo. Giờ nói thiệt ra thì không có gì bằng cái tình chữ nghĩa nha, còn con chim như thế nào thì mình giờ mình cũng phải lưu lại nè, nó mới sinh non xong à. Này con này bữa hổm mình quay cũng tập mấy rồi, nhưng mà bây giờ nó sinh non rất mau rất đẹp rồi. Là nó bóng lửa nha, là mọi người nhìn này, con kia nó rất bóng lưỡng, nó bóng luôn kìa. Bây giờ mình về mình nuôi là chế độ lại là nó sẽ căng, nó căng là mình nghĩ đi đánh nha, chứ còn hiện giờ là chưa, hiện giờ là nó chưa có căng, nó còn đó. Bây giờ là bữa nay là mình đi đi mượn nha, trường nó kêu lên là không có chim đánh là trường cho mượn, thì mình cũng không biết mượn thì là con chim mình đó, nó hai lông rồi nào, cái một không trả nha, hoàn thiện đó không, chúng ta hoàn thiện là anh nên gửi phải không, còn hãy nếu mà có gì thì là chiêu ta. cái gì cái gì mình giờ kể cho em được rồi, giờ em giờ sao giờ, nói thật ra thì bán thì em cũng biết bán sao, em chẳng bán đâu đó, giờ mình mua cũng không bán nha mọi người hết, giờ mình mua cũng không bán thì cho mọi người thôi, nói thiệt là thì ơn nghĩa thì cái gì cái trong lòng thôi, chứ còn nói ra không có hết được, không nói hết được nghĩa được. Giờ mình đi ra sao mình quay cái dàn chim cu của anh Trường cho cả nhà xem nha. Đâu em dắt anh đi câu thử ơi, đây là con đa đa này nha mọi người. Đó, con này là con đa đa mái hết chưa, con đa 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 mái. À, nuôi bốn con đa đa kia để cho kích cho nó lên nha. Đây là cu mồi nha, con này là con cu mồi của trường đó, trường nó nuôi đây là nuôi cu nhiều lắm nha cả nhà. Đây là đa đa mồi nhân cả nhà, mồi của trường nè, nó mới đi được về nè. Đó, anh treo phơi nắng nha, đa đa mồi nè. Hơi anh gãy gian gian luôn á. Đã không, nhà nuôi bốn con đa đa mồi nha cả nhà, những con đa đa mái, còn cu thì thôi đừng khỏi nói tới rồi, mấy trăm con gian gian ghê ha, mà không xách vô được.
con này con đã ra mồi này những cái nhà đó, ta ra mồi của trường này để hết mùa mưa này mùa khô mình đi đánh trường xem nha. Con nó gái gian gian luôn á, bốn con rồi nhưng cái nhà đây đây con nữa nhân cái nhà mà ta ra mồi này ở nhà thì ít gái, vô rừng thì gái đó. Mùa này mình sẽ đi đánh ta ra nha cả nhà, mùa này đi theo trường. Đây là cái phạm vi nuôi cu này nha cả nhà, nuôi cu sinh sản á đó. Từ lồng thì lồng có 50 vuông phải không trường, lồng 50 vuông nha cả nhà. Đây nè đó, đi con này cũng giác quá. Đây nè đó, cái này là cu sinh sản nè, có 200 mấy chục cặp rồi nha cả nhà. Mới nở hả? Cu đã ta. Cu mã lai ham gì? Là em cản với cu đất hả? Thì nó đổ đi à, quấn mà. Đổ quán quấn được. Bán để nuôi mồi hả? À. Đã không? Đó nó giữ con nữa kìa. Quá trời quá đất luôn. Mùa này thê lông nhiều nó cũng dễ thương. Rồi rồi đó, ở trong chuồng này thấy gái gì không trường? Nhiều chứ. Thế gái hả? Nó gái cử nhiều chứ còn. Đó. À này cũng ra ổ. À. Lớn rồi phải không? Ừ, đó bắt ra được. Cái này là em giờ em biết con trống máy không? Không. Không biết hả? Không. Khó biết hay sao? Khó biết. Không. Sao tụi nó dòm nó biết ta? Không biết, mấy anh em kinh nghiệm hơn à, em biết. Em... Cứ cặp là con trống máy nhưng mà không biết nào con trống nào máy phải không? Bên đây là chung cũng đón được. Bên đây là áp 70-80% vậy thôi. Rồi chắc chắn là không ai chắc chắn được. À, đây quá trời luôn nè đó. À, mấy trăm cặp là nhân cái nhà chứ không phải là ít nha. Nó chỉ vô nhiều giờ nó mùa này nó nhạy cảm dễ bỏ ổ. Cũng như mình ít có xăm chia đó phải không? À. Lúc trước là xăm chia lúc nào cũng học tay rồi vô, chứ giờ là nó hay đụng vô bỏ hết trường. À. Thay lông mùa này thay lông để chậm. Đây có con bị bịp con này này là trống chắc rồi. Con này là trống. Con này là bao trống luôn, sống chăng, ăn cám mà. Ồ phải kèm thịt rồi chứ em cho ăn cám giờ nó chi chim á. Ừ. Phải chiều á. Ngồi chơi con cáo mình chết nữa nó chi. Ngồi con cáo không nó chi. Ủa? Ngoài đó có con bịp kìa, con nãy em nói hả? Nó bịp máy hả? Ừ. Nó bỏ cu pháp vô cho ăn. Nó bị bệnh bỏ vô cho ăn. Quá trời cu nha mọi người. Cu pháp, cu thái rồi đầy nhóc. Mùa này chim đổ lông nè, rụng trắng hết luôn nè. Con nào cũng không đổ lông. Đây là con bịp máy nha. Quá trời quá đất nè. Ở đây nuôi mùa khô thì nó ngon hơn mùa mưa ha. Mùa mưa nó ý ha. Đây mùa khô là nhờ cái bóng cây cao su á. Nó mát mẻ. Nó nhiều lắm, 2 giải lần 4 giải lần nha cả nhà. Nhưng mà mình không có đi hết được tại vì cu mùa này nó nhạy cảm á, nó đang khai lông á. Nên không có đi hết, nó giải rồi nó bỏ ổ. Có tập thể có một cặp đẻ con ra ổ rồi. Phải có một cặp đẻ, có một chim đẻ vậy ra. Đây là chim mấy cản ra hả? À, cản ra bỏ ra. Lẻ bỏ ra ngoài, mấy con lẻ bỏ ra đây. Nó tự cáp, nó tự đẻ. Cũng rất là nhóc à. Cái đeo quýt bỏ 2 con à, nhớ em... Anh bữa nhớ... cho ăn xảy hết con rồi. Ừ, anh nhớ 3 con mà. Bữa cho ăn cái gà chui vô, cái đuổi ra, cái sơ ý xảy 3 con tiêu. Không biết được về luôn. Má ơi. Rồi giờ thôi trước mắt thì anh cảm ơn vậy thôi nha trường. Còn giờ xách chim về nha. Rồi giờ mình xách chim về nha cả nhà. Thôi rồi cả nhà nhớ đón theo dõi con chim này nó diễn biến như thế nào nha. Thì rồi mình có quay clip mà lúc đó là con chim mới sắp đổ lông. Mà bây giờ nó thành phẩm nè. Đó, giờ vô lụp ở nhà nó ít kêu mà vô lụp nó kêu vậy nè. Thì cả nhà đón xem thử con chim này diễn biến như thế nào nha. Rồi thôi giờ mình xin kết thúc video nha. Chào tạm biệt cả nhà nha. Rồi.